Xin chào tất cả các bác. Lâu lâu rồi mình mới lại cầm trên tay một siêu phẩm để giới thiệu với các bác. Đó, sản phẩm này là một sản phẩm nó gọi như nào nhỉ? Hồn thì Nhật Bản, nhưng mà da thì là Đức. Đó, sự kết hợp tuyệt vời giữa cái sự tỉ mẩn của người Nhật và cũng như là sự bền bỉ của người Đức. Đây là chính là dòng dao Miyabi. Đấy, và chiếc này rất đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì mình sẽ giới thiệu với các bác nhá. Ok, mở hộp này. Đó, Miyabi. Chữ tiếng Nhật này có nghĩa rằng là gọi là gì nhỉ? Vị cắt tuyệt đẹp. Đó, The Beauty of Sharpness này, đây, tiếng Anh có trong tiếng Anh luôn. Ok, thì cũng giới thiệu với các bạn, đây là Miyabi, một trong những cái thương hiệu của gọi là đây, giới thiệu các bác, một trong những thương hiệu của Duy Linh. Đó, rất là hay một cái là đây là sản phẩm của công ty Duy Linh và được đặt gia công tại Nhật Bản. Đó, và đây, tên tiếng Nhật thì là Miyabi. Đó, ở trong này có cả gọi là gì nhỉ, có cả cái giải thích bằng tiếng Nhật và tiếng Việt luôn. Đấy, trong những cái sự kết hợp khá là hiếm hoi nhưng mà rất là độc đáo của dòng dao Nhật Bản với cả một thương hiệu của Đức. Và chiếc này có gì đặc biệt thì mình xin giới thiệu các bác đây. Đó, đây là chiếc Miyabi. Chiếc này là có 133 lớp thép. 133 lớp thép vân Damascus đây. Rất đẹp, quá tuyệt vời luôn. Đó, thì mình cũng giải thích cho những bác nào mà chưa biết dao Damascus là gì. Dao Damascus tức là họ gấp các lớp thép với nhau và tạo thành con dao. Trong đó cái và khi cái lớp cuối cùng ấy là cái lớp mà thép trong cùng này này, cái lớp thép cứng, còn ở phía ngoài là lớp thép mềm. Đó, thì cái lớp thép cứng này có tác dụng là cắt, còn lớp thép mềm này có tác dụng bảo vệ cho lớp thép cứng này. Đó, thì vừa giúp con dao là vừa cứng này, vừa cắt sắc này, nhưng mà vừa có cái độ uyển chuyển nhất định. Thì đấy là cái đặc thù của dòng dao Damascus. Đó, ở ngoài là thép mềm, ở trong cùng là thép cứng. Và chính vì thế cho nên là bao giờ nó cũng gọi là số lẻ. Số lẻ các bác nhá. Đó, ok, mình sẽ cho các bác xem cái độ đẹp của con dao này. À, cái dòng này các bác có thể gọi là search trên mạng sẽ thấy là Miyabi 5000 MCD này, made in Japan luôn này. Đó, và cái độ cứng của nó là tương đương với khoảng tầm 65 đến 66 HRC. Đó, cứng kinh hoàng luôn. Rất hiếm con dao nào có thể đạt được cái độ cứng như thế này. Đây, và các bác nhìn thấy tay cầm của nó đây. Tay cầm này hôm trước mình có đọc là tay cầm làm từ gỗ cái phong. Đó, cái phong và đã được gia công. Thật sự là cái gỗ này thì mình thật sự là chưa nhìn thấy bao giờ. Đấy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vằn vẹn, các bác thấy không? Đó, chuôi này. Đó, các bác sẽ thấy cái chuôi. Chuôi này là được thiết kế theo hình chữ D nha các bác nhé, để dễ cầm nắm này, chứ nó không phải đuôi tròn. Và đây là cái chốt dao, chốt khóa. Cái chốt khóa nó cũng rất là làm rất tinh tế các bác nhìn nhé. Đó, cái chốt này thì có tác dụng gì? Thực ra khi mà làm con dao như thế này thì thường họ làm gọi là hay làm hình thức là phun tang, tức là cả một con dao này nó sẽ là được nối liền từ ở lưỡi dao cho đến chuôi con dao. Và cái phần chuôi con dao, cái phần chuôi này này, cái phần chuôi gỗ này là cái phần ốp ngoài thôi. Còn ở giữa này thì nó sẽ có một cái thanh sắt được hàn cố định luôn. Và cái chốt này giúp cho là cái thanh sắt đấy và cái chuôi con dao này nó sẽ không bị gọi là bong ra khỏi nhau. Đó, không thể nào rời ra được. Thì đấy là cái tác dụng của cái chốt này. Chốt cũng là cầu kỳ.
đó các bác thì nhìn thấy. Đó, con dao rất đẹp, 133 lớp thép HRC. Xin lỗi các bác, mình đang cảm cúm tí. Rồi, nếu bác nào mà có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm này thì xin đến các gian hàng của Katana tại Royal City và Yomon Hà Đông, cũng như là có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 083 777 8386 để biết thêm chi tiết. Giá của sản phẩm này là 10 triệu các bác nhé, 10 triệu một chiếc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.